Xin chào các bạn, hôm nay tôi đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho một bạn. Bạn nói rằng bạn rất là buồn bởi vì bạn nghe ba bạn tâm sự là ba bạn muốn ly hôn với má bạn. Thì bạn nói với ba bạn á, là bạn đã chứng kiến cái hoàn cảnh sống của ba bạn và má bạn bao nhiêu năm. Thì bạn cũng thấy rằng ba bạn cũng đã có những sai lầm với mẹ của bạn. Và mẹ của bạn cũng là cái người không phù hợp với ba của bạn. Và nếu mà hai người mà ly hôn cách đây mấy chục năm về trước thì có lẽ là mẹ bạn cũng đã bớt đau khổ hơn bây giờ. Chứ tính từ cái thời điểm mà khi mà bạn còn nhỏ, bạn chứng kiến cái cảnh đó lúc bạn 20 tuổi đến nay là bạn cũng 40 tuổi, là trải qua 20 năm mà người mẹ của bạn không được hạnh phúc hơn. Người mẹ này đang tiều tụy trong những ngày cuối đời mà bị những cái căn bệnh ví dụ như tiểu đường, hoặc là bị những căn bệnh thấp khớp, hoặc là bị những căn bệnh rối loạn tiền đình nhức đầu á. Vì sao? Vì sao mà người mẹ bị như vậy? Vì người mẹ này cứ suy nghĩ đến tình cảm. Vì người mẹ này cái kiểu dạng người mà bắt gốc bắt thuần đó các bạn, là cái người mà mang tư duy một người phụ nữ mà yêu một người đàn ông từ lúc mới lớn đến khi mà già luôn đó, tức là từ một cái cô gái còn trinh nguyên cho đến khi mà trở thành một bà lão tóc bạc phơ nhăn nheo già sụm như thế. Cuộc đời của họ chỉ có một người đàn ông duy nhất, và với một cái cuộc hôn nhân tuổi thọ đáng xếp hàng thứ 40 năm cho đến 45 năm, thì nói đến cái chuyện mà bỏ chồng thì người ta bỏ không được, nhưng mà người ta ở với chồng thì người ta cũng không sung sướng gì. Nhưng mà cái phải nói rằng cái sự yếu đuối của người đàn bà khiến cho người đàn bà đau khổ vô cùng. Nếu mà họ mạnh mẽ và người đàn ông là ba của cô đủ dũng cảm mà bỏ mẹ của cô đi, thì có lẽ là mẹ của cô đã sống với một tư duy khác. Bởi vì ba của cô cũng là một người không có cái tư duy chiều sâu của một người đàn ông thực thụ. Tôi nói như vậy thôi, không có mang tính phán xét, bởi vì mình cũng nhìn nhận cái người đàn ông đó một góc độ mà khách hàng của mình chia sẻ, hoặc là cái người đàn bà đó là khách nói với mình như thế. Thì bản thân người vợ cũng cứng nhắc, tiêu cực, mà người đàn ông thì cũng lươn lẹo, nói chung là cũng không tốt đẹp gì. Tại vì người đàn ông thì cũng ngoại tình, mà người đàn bà thì ở trong cái thế giữ chồng mà vừa đi tìm những cái bằng chứng rồi ôm lấy bằng chứng đó rồi tức. Trong khi đó thì bà cũng sợ hãi cái chuyện quan hệ tình dục, bởi vì thứ nhất bà vừa khinh chị chồng là dơ bẩn ngủ với người thứ ba, rồi bà cảm thấy bà không thể quan hệ tình dục được với chồng bởi vì bà không có nhu cầu đó. Tại vì lời nói cãi lộn rồi mất cảm xúc dần dần, rồi bà né tránh, rồi bà xây một cái phòng riêng cho bà ở, tức là bà né cái chuyện là nằm ngủ với ông. Bà nhìn thấy ông là bà không thích, bà ngửi thấy mùi mồ hôi là bà không ưa, bà chê là ông ăn bẩn, ở bẩn, rồi cái gì cũng chê hết. Tức là bà cảm thấy như là dị ứng với người chồng đó. Thì đứng trong cái tình huống cô này làm con thì cô nhìn thấy, cô hiểu được cái tình huống như vậy, nên cô thấy cũng rất thương mẹ cô, mà cô cũng thấy tội nghiệp cho ba của cô. Bởi vì thương là thương cha của mình bị mẹ ghẻ lạnh, mà thương mẹ của mình là bởi vì mẹ của mình không bỏ được ba của mình mà phải sống như vậy, cũng là cái điều tồi tệ với mẹ của mình. Vậy tại sao hai người này không bỏ nhau đi để mà có những phút giây cuối đời để mà ngồi nghĩ lại, để mà đi tu hành, để mà tu tập đi. Tại vì sao? Khi con người ta đau khổ thì người ta sẽ tìm đến gọi là tôn giáo, tìm đến cái tín niệm Phật, hoặc tìm đến những cái nơi nào đó mà người ta bám víu vào để người ta giữ được một chút tin yêu trong cuộc đời này. Tức là người ta sống với cái trạng thái hoài niệm, thì những người phụ nữ hoặc những người đàn ông họ sẽ rơi vào cái tình huống như thế. Người ta luôn mong cần một cái sự bình an, nhưng mà họ không có bỏ được cái tôi của mình, và họ cũng cảm thấy cái đối tượng mà mình sống chung đầy tội lỗi, đầy vết nhơ, đầy là cái gọi là cái gọi là đầy những cái yếu tố mà họ không thể nào có thể chấp nhận được. Tức là họ không có ở trong trạng thái hiểu cho cái người đó tại sao sai, và họ không có bào chữa cho cái người đó. Thâm tâm á, thì họ ghét cái người đó, họ không muốn tiếp cận, không muốn gần, nhưng mà bà bỏ đi thì bỏ không được, giống hệt như một thói quen mà nó cũ kỹ, nó cũ mòn rồi, không có bỏ được. Ở trong trạng thái là bỏ thì thương mà vương thì tội, ở thì tức. Đó, thế nên là họ héo mòn khi ở bên cạnh nhau. Ông ở gần bà thì ông cũng không được thoải mái về tình dục, thế nên là ông phải đi ra ngoài, ông ăn ở ngoài, rồi ông kiếm những người phụ nữ, nói chung là lỡ thời, nói chung là ai chịu ngủ với ông thì ông ngủ. Còn bà mẹ thì ở nhà ghen tuông với điều đó. Mà khi bà mẹ bà ghen tuông với điều đó, bà không thích gia đình chồng luôn, bà muốn né tránh gia đình chồng luôn, rồi bà sống tiêu cực
trong chính bản thân của bà. Miệng của bà nói là ôi sống phải vui lên, nhưng mà thực tế ra là bà luôn luôn hậm hụi với tất cả mọi điều mà bà đang sống. Bà đang tức tối, bà đang giận hờn, bà sống với một cái trạng thái là giống hệt như một người phụ nữ ở trong một bức bốn bức tường vậy đó, không thoát ra khỏi được những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái vấn đề bực bội, chỉ vì là cái lòng chung thủy của người đàn ông không có dành cho bà bị như vậy. Rất là đáng thương, tội nghiệp. Cái kiểu người phụ nữ cũ thời xưa họ cay nghiệt, họ cay đắng, họ hậm hụi với cái điều như vậy. À, bỏ thì không dám bỏ. Bỏ thì thứ nhất là sợ tai tiếng làng xóm nói, mà những người làng xóm đó thì họ không có nuôi mình, mà họ cũng chẳng có liên quan đến mình hết. Quan trọng nhất là trong đầu mình nghĩ gì thôi, chứ hàng xóm hay là người nhà quê người ta tác động mà mình không nghe điện thoại thì ai làm gì mình. Vấn đề chính yếu là họ không không chấp nhận được sự cô đơn, và họ cho rằng những cái tiếng đời liên quan đến họ. Thế nên ở đây tôi mới nói với bạn đó, bạn bạn bị mẹ bạn giận vì vấn đề là mẹ bạn đang cho rằng bạn là cái người phản bội bà, và bạn là cái người dám cổ vũ ba bạn bỏ bà. Thì tôi nói với bạn như vậy, bạn là đứa con mà nghĩ theo một cái tư duy khác. Bây giờ mẹ bạn suy nghĩ một cách khác thì bạn không thể nào nói chuyện được với mẹ bạn. Bạn không cần phải thay đổi ai hết, và bạn cũng không nên buồn về vấn đề này. Đây là vấn đề nhân duyên của họ. Vì nhân duyên của họ có nợ nần với nhau, đến lúc nào hết thì họ tự buông. Còn tôi nói thật với bạn á, mẹ của bạn mà ghét bạn thì chẳng qua là mẹ bạn cố chấp thôi. Bởi vì bà biết thừa là hôn nhân của bà là do bà với ông bố bạn, ông ba của bạn sống chung với nhau, chứ không phải là do bạn mà hai người đó mới bất hạnh. Nhưng mà bà tức á, tức là chỗ là bạn là con, sao bạn không nói vô để cho hai vợ chồng nó sống với nhau hạnh phúc, mà bạn lại nói ba bạn bỏ bà đi. Thì bỏ bà đi thì bà mới có cơ hội hạnh phúc hơn, bà mới có nhiều thời gian để ăn chay niệm Phật, bà sống lại, bà sống từ từ, bà sống chậm chạp, bà đỡ phải tức, bà đỡ phải bực bội vì ông chồng đó. Bà muốn làm gì thì làm, chứ bây giờ bà sống trong trạng thái mà ông chồng ông muốn quan hệ tình dục với bà mà bà né tránh như vậy, ông chồng ông không chịu, ông muốn ly hôn để ông tìm người đàn bà khác để ông quan hệ tình dục, chứ ông không chịu được. Thế nên là vấn đề này ấy, không phải là do bạn, chẳng qua là bà mẹ bạn bà quê thôi, bà nóng giận thôi nên bà tức lây bạn thôi. Chứ bây giờ mà bạn á, mà có khuyên ba bạn ở với má bạn đi, thì bà cũng đâu phục vụ tình dục cho ổng, và ông vẫn đi tìm những người đàn bà khác để hoạt động tình dục với ổng, thì má của bạn cũng không đáp ứng được điều đó, và má của bạn vẫn không thay đổi tính cách, và má của bạn vẫn sống trong một cái tình huống là châu bò ghét châu ăn, vẫn đi tìm những bằng chứng và vẫn tức giận sân si trong cái điều đó. Thì tôi nói bạn vậy, có một số người cha mẹ cũng làm khổ con cái rất nhiều. Có những đứa con á, nó không có phải là tệ bạc, chưa đạt đến mức mà gọi là hiếu tử, gọi là hiếu, một đứa con có hiếu với cha mẹ, nhưng mà nó không có đánh đập cha mẹ. Các bạn xem những bộ phim tivi những cái trường hợp mà con bất hiếu, nó dùng cây chổi đập lên mặt mẹ nó luôn, nó hất nước vào mặt mẹ nó luôn, nó hất rác vào mặt mẹ luôn, rồi hả nó hất cả phân vào mặt mẹ nó luôn á. Có những cái trường hợp như vậy đó, nhưng mà con của mình không đến mức như vậy. Con của mình không có mượn tiền, không có phá hoại, không có làm cho mình ô nhục, thì đó cũng không phải gọi là đứa con bất hiếu. Mình chỉ suy nghĩ khác mẹ mình, mà mình suy nghĩ theo cái chiều hướng tốt cho mẹ mình, nhưng mà mẹ mình không đón nhận, thì coi như bạn đã làm cho mẹ buồn. Còn giờ chuyện mà mẹ bạn buồn thì để cho thời gian mẹ bạn tự lắng động, tự mẹ bạn suy nghĩ lại. Còn cái chuyện mà bạn tác động cho ba bạn bỏ bà đi, bỏ mẹ của bạn á, thì nếu mà ba của bạn không bỏ thì bà cũng đâu có giận bạn được. Nhưng mà bà không ưa bạn bởi vì bạn không đứng về phe bà. Nhưng mà đến một lúc nào đó bà phải giác ngộ ra rằng ái dục chính là cái sợi dây khiến cho con người ta đau khổ. Chỉ khi nào không còn yêu người đàn ông hoặc là quá nặng tình với người đàn ông đó, thì cái sự si mê đó nó càng cột chặt khiến cho bà càng khổ đau. Một người phụ nữ về già phải nên buông bỏ cái sợi dây ái dục đó đi. Thứ nhất, tình dục mình đã không còn thì mình đừng có cột cái tình cảm của mình vào người đàn ông quá chặt. Bởi vì con đường tử trước mặt mình nó không còn là một cái con đường dài nữa. Những người đàn bà già, những người phụ nữ trên 60 tuổi, hãy nghe tôi nói điều này. Có thể là tôi là người nhỏ tuổi hơn các bạn, nhưng mà tôi nhìn cuộc sống với con mắt của một cái người mà hiểu biết về đạo một chút xíu, có thể là hơn các bạn một chút xíu thôi. Nhưng mà tôi chia sẻ với các bạn một điều như sau. Khi các bạn đã bước vào tuổi 60, các bạn không nên yêu chồng của các bạn đắm đuối như một cô gái mới thất tình, hoặc là mới lớn, hoặc là lần đầu các bạn mới được yêu. Mà bạn hãy yêu bản thân mình, vì hơi thở của mình sẽ quyết định cái đường sinh tử của các bạn. Những người phụ nữ già nên dành thời gian nhiều hơn cho cái việc tu hành, chứ không phải là việc mà mình ngồi giữ người đàn ông đó, hoặc là yêu người đàn ông đó, hoặc là giữ chồng, hoặc là đi tìm bằng chứng để mà ghen tuông, hoặc là uống cái gọi là tế bào gốc, hoặc là uống những cái loại thuốc
để mà mình có nhiều dâm thủy để phục vụ đàn ông, cái điều đó là không nên. Cái vấn đề người đàn ông khi mà họ còn có cái nhu cầu sinh lực thì mình không thể trách được họ, bởi vì đó là một loại hormone ở trong con người của họ, và những cái nghiệp lực tà dâm trong họ chưa dứt. Khi mà họ không phải là một người đàn ông tu tập và họ có những cái nhu cầu như thế, bạn không thể đáp ứng được. Nếu đối với một người phụ nữ mà yêu chồng một cách cao thượng thì bản thân họ phải thấy rằng mình không đáp ứng, không mang lại niềm vui cho chồng thì mình là cái người đang có lỗi với chồng, chứ không phải là bạn lấy cái quyền đó. À, tôi bây giờ tôi không quan hệ tình dục nữa mà anh đi tìm người đàn bà khác là anh bậy, anh sai. Bạn cứ viện vào cái lý do như vậy, và bạn đọc một đống sách đạo đức để mà áp dụng những cái chế độ đạo đức để mà phán xét một người đàn ông, thì tôi thấy người đàn ông cũng rất là khổ sở. Chẳng lẽ người đàn ông bây giờ là phải tiệt dục, hoặc là họ phải đi phẫu thuật để trở thành thái giám để mà sống một đời phạm hạnh giống như bạn cũng rất là khó. Vẫn biết rằng cái việc mà tiệt dục đi là một cái điều tốt, nhưng mà mấy người đàn ông có thể làm được điều này? Nguyên cái chuyện quan hệ tình dục thôi mà kêu người đàn ông mang bao cao su, đã có rất là nhiều người đàn ông không chấp nhận điều này. Thế nên là người phụ nữ phải chiều chồng, phải giữ chồng, phải làm mọi cách để mà chồng không đi với người đàn bà khác. Nên là cố gắng, cố sức, thậm chí miễn cưỡng, thậm chí chẳng có cảm thấy sung sướng gì, thậm chí còn cảm thấy ghê sợ nữa. Khi mà các bạn đã đưa mình vào một cái tình huống mà mình bị ép buộc thì rất là đáng thương cho các bạn, khi mà các bạn đã là cái người phụ nữ lớn tuổi. Với cái tuổi đời như thế, các bạn phải yêu thương mình. Bởi vì tôi đã nghe một cái cao nhân đắc đạo nói như thế này, mà tôi chiêm nghiệm về cuộc sống, tôi nhìn nhận thấy đúng, bởi vì tôi đã trải qua những cái việc mà có thể là nhiều người không trải qua, mà trong cái video này tôi không thể nói được cùng với các bạn, và tôi cũng không bao giờ nói trong những video khác nữa. Nhưng mà bạn tin thì tin, còn không tin thì tôi cũng không có cưỡng ép các bạn được. À, tùy theo mỗi người ha. Tôi có nghe một câu nói như thế này và tôi chiêm nghiệm đúng nè. Khi mà bạn sinh ra trong một gia đình nào đó, bạn mang thân nam hay thân nữ, thì cái điều đó cho thấy rằng nghiệp chướng của bạn từ kiếp trước nó đã hiện lên. Tức là khi mà mình sinh ra trong con nhà giàu, hoặc là mình sinh ra là con của mình nhà nghèo, hoặc mình sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, thì mình đã hưởng thụ những cái nghiệp chướng từ kiếp trước. Đến khi 7 tuổi thì chúng ta đã có ý thức trong cái việc mà chúng ta làm người, và chúng ta đã biết phân biệt thiện ác xấu tốt, mặc dù là những cái suy nghĩ đó nó chỉ ở cái mức cơ bản chứ chưa thực thụ hoàn thiện. Và những cái nghiệp xấu nó sẽ nảy sinh trong cái giai đoạn mà chúng ta sống và hành xử. Thật là may mắn cho những ai làm con của người hiểu đạo, vì được làm con của người hiểu đạo, bạn sẽ giảm bớt được cái tần số mà sát sanh, hoặc là sát hại sanh mạng, hoặc là bạn ít ra cũng sẽ được sống và huân tập với một cái môi trường tốt đẹp. Vì đạo chính là cái bàn thắng giúp đỡ bạn biết phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là lúc mà bạn dừng lại trước cám dỗ. Bạn sẽ biết chế ngự bản thân mình trước đồng tiền, và làm điều gì bạn cũng sẽ phải suy nghĩ đến cái hậu quả của nó. Nếu bạn không may mắn rớt vào một cái gia đình mà cha mẹ là kẻ ham tiền, cha mẹ là người thất học, hoặc là cha mẹ là cái người mà đánh bài, đánh bạc, rồi ngoại tình, tà dâm, hoặc là một người ngã mạn, kiêu căng, ích kỷ, hẹp hòi, thì thật là đáng thương, vì có thể chúng ta sống trong một môi trường như vậy cũng bị ảnh hưởng. Vì các bạn thực sự cũng không biết nên sống như thế nào, mà chúng ta sống gần cái môi trường như vậy chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Với một tâm hồn thơ ngây, bạn chưa đầy đủ những cái chính kiến dành cho bản thân, và thật là khó khăn dành cho một ai đó nếu mà bạn thoát khỏi cái cộng nghiệp trong gia đình, để vượt ra khỏi cái vòng nghiệp lực đó. Có nghĩa là trong một gia đình có rất là nhiều người xấu, ví dụ như là cái nhà đó toàn là đánh bài, đánh bạc, ăn bám, rồi làm hại mọi người thôi. Tức là một cái quần thể rất xấu, nhưng mà chỉ có một đứa con nó vượt ra khỏi cái đó và nó sống khác đi thôi. Thì cái điều đó rất là hiếm, rất là khó cho một số người như thế. Rồi đến khi mà 40 tuổi thì là cái lúc mà cái nghiệp chướng của mình và bản thân mình đã huân tập những cái điều mà đúng sai phải trái. Cái lúc mà từ 40 tuổi cho đến 60 tuổi, cho đến khi mà các bạn già, là các bạn sẽ làm những cái điều mà để bạn chuyển thân sang một cái giai đoạn, một cái kiếp khác. Tức là chúng ta sẽ có những cái duyên nợ tương sinh tương hợp, và thậm chí còn ân đền oán trả, những cái oán kết kết tập chúng ta lại thì chúng ta mới gặp gỡ nhau. Tất cả mọi nhân duyên, hoặc là báo ân báo oán, những cái sự may mắn hoặc là thành công hay thất bại của các bạn đều như vậy. Và qua đây tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một điều: những người có phước duyên làm chủ tịch nước hoặc là làm tổng thống của các nước, thì trước đây họ đã từng có quá khứ là một vị trụ trì và là người phúc đức. Nếu bạn là người dưới trướng của một người như thế thì bạn không được chỉ trích những người như vậy,
bạn chỉ thể là một người đầu đội nón chân đạp dép, bạn không thể nào giỏi hơn ông thủ tướng được, và phước của bạn cũng không thể được như người ta. Thì bạn đừng có đứng ở dưới mà chửi đổng đổng lên trên, tại vì thứ nhất là nói cái lời không có lợi mà cũng chẳng có phước gì cho mình, phá phước của mình ha. Tại vì họ có phước rất là lớn nên họ mới trở thành tổng thống, họ mới trở thành chủ tịch nước. Còn mình á, chỉ là dân ngu cu đen. Tôi nói thẳng dùng cái từ để cho dễ hiểu. Mình chẳng là ai trong cuộc đời này, mình sinh ra cũng không ai biết. Giỏi lắm là 10 người biết, 20 người biết thôi. Chết đi cũng không ai hay, giỏi lắm là 5 người biết, 10 người biết thôi. Nhưng mà người ta sinh ra là cả nước biết, người ta chết đi cả nước biết, thậm chí nhiều nước biết đến họ, chứng tỏ là phước của họ rất lớn. Mình không có phước mà mình lại đấu với người có phước, vậy là mình là cái kẻ vô phước. Đã vô phước rồi còn phá phước của mình thì là cái điều không nên. Đấy chính là vấn đề mà tôi muốn nói với các bạn. Mình cẩn trọng, cái lời nói là như thế. Người ta cao phước hơn mình phải tự xấu hổ, mình phải tự tủi thân rằng mình tu không được nên mình mới xuất thân như thế. Mình không được cái may mắn như họ, mình mới thiệt thòi, mình mới gặp những cái nghiệp báo như thế. Nếu mà bạn thấy rằng mình không đủ phước thì mình càng phải tu nhiều hơn, mình phải tu tập, mình phải sửa mình nhiều hơn để mình xứng đáng được những cái phước may mắn hơn. Ít ra là được 1/10 của họ hoặc một nửa của họ. Còn đằng này mình không có được từng nào của họ hết mà mình chê người ta là không có được rồi. Còn vấn đề ở đây thì khi mà các bạn đã thấy rằng mình đang ở trong một cái tuổi đã lớn thì mình đã có dư tiền, dư bạc, dư ăn, dư mặc, thì hãy dùng những tháng ngày còn lại cuối đời của mình để làm những cái điều phước thiện cho con cháu nó được nhờ. Ít ra là mình không làm được cái lợi ích cho ai thì mình cũng phải làm cho mình có được một hành trang đi vào cõi chết một cách an lành và bình an, nhiều đức hạnh nhất, nhiều phước đức nhất. Đây là khoảng thời gian bạn cần phải tu gấp. Những người già nghe tôi nói đây, đây là lời nói rất là thật tình dành cho bạn. Bạn có thể chưa bao giờ trải qua một cơn bạo bệnh. Vậy cơn bạo bệnh xảy ra với bạn, bạn có biết yêu thương mình hay không? Hay là sau cơn bạo bệnh, bạn lại càng yêu cuồng, sống vội và yêu người đàn ông đó một cách điên cuồng hơn nữa? Những cái cơn chết đi sống lại như vậy, nó chưa dạy cho bạn một bài học gì hay sao? Hay là bạn vẫn còn phải bám vào người đàn ông đó bạn mới sống được? Phải nói rằng, một người đàn bà khi mà sống cả đời chỉ nghĩ về người đàn ông và người đàn ông đó đã hủy hoại người đàn bà đó, trong bộ não của người đàn bà đó không có cái gì ngoài cái người đàn ông đó ra, thì cuộc đời của người đàn bà đó hoàn toàn thất bại. Bởi vì sợi dây si mê ái dục đã làm cho người đàn bà đó đầu óc trở nên tăm tối, quy phục mình trước cái sai, khinh thường cái sai. Thì cái việc mà bạn ở lại bên cạnh một người đàn ông đó nào có phước đức gì? Bạn sống trong một cái tâm ngã mạn, tôi là người đúng, anh là người sai, luôn luôn phán xét người ta như thế, bạn khinh thường người ta như thế thì bạn sống với người ta để làm gì? Nếu mà bạn đã xác định bạn hơn hẳn người ta, bạn nhiều phước đức hơn ta, bạn có nhiều giá trị hơn ta, tại sao bạn phải sống như vậy? Còn cái chuyện mà bản thân mình đã cảm thấy mình xem kẻ đó như là kẻ mà không đội đời chung, mình không thể sống chung nhà với họ, tại sao mình bỏ họ đi? Mình không bỏ được họ mà mình cứ chê họ là mình đã bậy rồi. Mình sống không bằng trái tim bao dung, mình nhìn thấy kẻ sai mà mình cứ chửi bới, mình cứ phán xét, mình cứ khó chịu. Mình đi ra mình nguyết một cái, mình làm nguyết một cái, mình khinh, rồi mình nói xấu cái điều đó cho người này người kia biết. Bạn đang phá phước của bạn từng ngày. Nếu mà bạn sống bất hạnh, bạn sống không hạnh phúc, bạn không được chồng yêu cũng bởi vì cái lời nói, tư duy và cái cách suy nghĩ của bạn hoàn toàn không tích cực nên khiến cho người ta không tôn trọng mình và người ta muốn rời xa mình. Đấy chính là cái nguyên lý rất là cơ bản. Cái nhân bạn gieo là cái nhân xem thường chồng thì chồng sẽ không cần bạn. Cái nhân của bạn gieo chồng là bạn không có coi trọng chồng thì chồng bạn cũng sẽ không coi trọng bạn. Có rất là nhiều người đàn bà trong kiếp này cũng nói này, ủa tại sao tôi không có chồng, tại sao tôi cô đơn nhỉ? Vì sao? Vì có những người phụ nữ trong kiếp này, người ta đều nói những cái câu hết sức là ngông cuồng. Tao không bao giờ lấy chồng, có kiếp sau đi nữa tao không bao giờ lấy chồng, tao không thèm lấy chồng, tao chỉ muốn độc thân thôi, lấy đàn ông làm gì cho bẩn ra. Những người đàn bà đã nói cái câu nói này, nếu mà họ có một kiếp khác, họ cũng đâu thể lấy chồng được. Tại vì họ đã phán xét như vậy, họ đã quy kết đàn ông là thứ gì đó rất bẩn, họ là cái người rất thanh cao thì họ đâu có thể nào mà đến với được đàn ông. Nếu mà bạn mong muốn một đời sống tình yêu, một lối sống bình đẳng giữa hai người phái nam phái nữ thì bạn không có được điều đó, vì bản chất bạn đã gieo một cái nhân là khinh thường đàn ông rồi, bạn không cần đàn ông. Bạn nói nếu có kiếp sau bạn không là đàn ông, vậy kiếp này bạn đang không có chồng, không có đàn ông, ai đến với bạn bạn cũng khinh thường, bạn cũng xem thường hết, thì chứng tỏ là bạn đã từng gieo một cái nhân không có cần đàn ông nên đàn ông đâu có cần các bạn được. Vấn đề chính yếu ở đây á là mình có tìm được cái niềm vui trong cái cách sống của mình hay không. Giờ tuổi mình ngày càng lớn, tôi tư vấn cho bạn đồng thời cũng là cho mẹ bạn luôn. Tuổi của mình càng ngày càng lớn mà mình cứ bám vào người đàn ông để làm gì? Mình yêu người đàn ông để làm gì? Trong khi đó bản thân mình thở còn không ra hơi.
Mẹ của bạn đã nhiều cơn bệnh, quật lên quật xuống COVID mà không mất đi đã là một điều may mắn rồi. Vậy qua cơn COVID mình có hiểu được điều gì không? Mình có thể yêu thương hơn không? Mình có thể bao dung hơn không? Mình có thể hiểu điều biết chuyện hơn hay không? Hay là mình vẫn sống với cái ngã mạn đó và mình lại càng yêu thương người đàn ông theo cái cách mà mình bóp xiết chết, bà ăn không được bà bóp cho nát chứ bà chẳng cho ai. Cái vấn đề là mình sống mà mình không hiểu bạn đời của mình á, thì mình cũng không nên ngăn cản người bạn đời của mình hưởng được những cái niềm vui trong cuộc sống. Đó là cái điều chân lý nhất bạn nhé. Khi mà tuổi đã hơn 60 rồi thì cái con đường sinh tử là hai chuyện lớn nhất của một kiếp người. Bây giờ không còn nuôi con, không phải gọi là suốt ngày chăm sóc cháu chắt nữa, mà chỉ còn những tháng ngày cuối đời của mình thì mình ráng tu tập, mình ăn chay niệm Phật, hành thiền hoặc là tu thập thiện nhanh chóng vào để tích thật nhiều công đức để mình có một cái hành trang đổi xác thật là tốt đẹp để mình được đầu thai vào con nhà giàu. Tại vì kiếp này mình sống quá khổ rồi, mình sống với một người đàn ông như thế thì cái sợi dây ái dục nó đã làm cho mình rất là khổ. Mà ái dục là nguồn gốc của si mê và sinh tử, ái dục làm cho con người ta đau khổ. Bạn không đau khổ thì bạn đâu có phải suy nghĩ nhiều đúng không? Mà do bạn quá yêu, bạn quá ghen tuông, bạn quá si mê với cái người đàn ông đó thì bạn mới khổ sở thôi. Còn nếu bạn không yêu người ta, bạn đâu có si mê mà bạn đâu có đau khổ cỡ đó. Bạn đâu có trói buộc mình vào trong những cái nghiệp ác và luôn luôn phải nói xấu người ta, luôn luôn phải ganh tị, luôn luôn phải tức tối như vậy. Trong từng lời nói, trong từng cách khác hành động của mình cũng đều gieo những cái nghiệp xấu mà mình không bao giờ nghĩ. Mình ngồi mình nói chuyện người này người kia, mình ngăn cản người này người kia đến với nhau, rồi mình làm những cái chuyện mà mình không có cho rằng mình sai. Tại vì mình không có tu đạo, mình không có nghĩ là mình sai, bởi vì người đạo đức mới thấy mình có lỗi. Mình không có thấy cái lỗi của mình mà mình luôn thấy lỗi của người khác thì mình sẽ không bao giờ hiểu được người khác. Và chính cái cách và cái thái độ sống như vậy sẽ làm cho người khác không có gần mình và không có muốn ở bên cạnh mình. Ở trong trường hợp của bạn thì bạn không cần phải thay đổi ai hết. Bạn có thể là sẽ phải sám hối vì bạn đã bị mẹ bạn hiểu rằng bạn là đứa con không có hiếu. Bây giờ có hiếu hay không thì tôi đã hỏi bạn rồi đó, bạn có hất thau nước vào mặt bạn mẹ bạn không, bạn có đánh mẹ bạn không, thì chỉ vì những lời nói không có thuận tai mẹ bạn mà bạn trở thành một đứa con bất hiếu. Thì trong một số các trường hợp tôi vẫn biết như thế này, người mẹ luôn chiều cho đứa em, lúc nào cũng đưa tiền cho đứa em mặc dù đứa em nó không có đi làm, nhưng mà bà mẹ đó bà cũng cứ trả tiền cho đứa em hoài. Thì người chị thì không có muốn như thế, ngăn cản và muốn nói với đứa em là phải đi làm cái gì đó đi, nhưng mà bà bị bà mẹ bà biết nên bà ngăn cản, rồi bà nói là đứa con gái đó là không có hiếu, không có thương bà, không có thương em đó. Trong cái hoàn cảnh này thì chúng ta là người ở ngoài, chúng ta nhìn thì thấy rằng cái người phụ nữ này không phải là bất hiếu, nhưng mà do người mẹ đó cố chấp. Có những người mẹ cố chấp như vậy mà tuổi đời lớn rồi mà cứ si mê vào trong tình ái như thế thì càng làm khổ bà hơn. Sống một đời sống làm người đàn bà đã khổ rồi mà vướng vào một cái sợi dây tình ái mà chính bản thân người đó không tự trói cột, không tự gỡ ra, tự trói cột mình mà không gỡ ra được thì rất là đáng thương. Đó, mình yêu người ta nhưng mình yêu mỗi một mức độ nào đó, yêu mà còn có sự minh mẫn, còn yêu mà lúc nào cũng khổ đau, lúc nào cũng đi rình đi rập, vậy cuộc sống đó không phải là cuộc sống, đó là sự đọa đày. Khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta còn xuống địa ngục nữa kìa, nếu mà mình làm những cái điều sai. Còn nó hả, sống ở trên cuộc sống này cũng như là địa ngục, vậy thì xuống một tầng nữa thì mình cũng làm địa ngục luôn. Vậy luôn luôn mình sống trong địa ngục rồi. Có những người đàn bà họ nói rằng họ cảm thấy sống mà như là sống như địa ngục, chẳng qua là họ có tâm lý chồng ngoại tình, họ không được hạnh phúc nên họ thấy cuộc đời họ toàn bất hạnh. Họ không nghĩ được là họ có thể yêu thương con hoặc họ có một cái niềm đam mê nào khác. Đời họ chỉ đam mê chồng họ thôi chứ ngoài ra họ không có tìm được sự đam mê nào khác. Không có đam mê nấu ăn, không đam mê dạy con, không đam mê trang trí, mà họ chỉ có đam mê là yêu chồng họ thôi. Thế nên là cuộc đời của họ chỉ toàn khổ đau. Những người phụ nữ lớn tuổi, tôi nghĩ rằng các bạn phải có một cái tư duy khác. Mình phải biết yêu mình và mình phải tu tập ở nhà ăn chay niệm Phật. Và các bạn, những người đàn bà lớn tuổi, hãy nghe lời nói chân thành của tôi. Tức là bạn chuyên tâm niệm Phật một thời gian, bạn sẽ giảm bớt đi được sự đau khổ. Bạn sẽ quên đi được cái người đàn ông làm khổ bạn, bạn sẽ quên đi được những cái sự khổ đau tồn tích trong bạn, bạn sẽ quên đi được những sự tổn thương. Nếu bạn chưa làm thì hãy làm đi, bởi vì cái người phụ nữ mà già rồi mà không hiểu đạo thì thật là đáng thương. Cả một kiếp người mà không tận hưởng được cái sự hạnh phúc của làm người thì là điều tồi tệ, và học Phật pháp là điều tối thượng của một kiếp người. Nếu bạn đánh mất điều này đi nữa thì bạn không còn có nhiều cơ hội để mà tìm thấy điều này được nữa đâu.
Vì đi biết đâu chừng một kiếp nào đó, hoặc là ngay kiếp sau bạn không còn làm người nữa thì sao? Hãy trân trọng điều này để mà thay đổi kiếp sống của bạn. Vì bạn chưa có trải nghiệm, bạn chưa có định lực, thì khi mà bạn lìa khỏi cái thân xác thì những nghiệp lực xấu đến với bạn thì thực sự là cái sự kinh hãi đối với những người già. Và những người già không có định lực thì những cái điều mà người già thấy sẽ làm cho người già trở nên bấn loạn trước cái lúc rời xa cái cuộc sống này. Đó là những lời chân thành tôi muốn gửi đến cho mẹ bạn. Hy vọng rằng mẹ bạn có đủ kiên nhẫn để mà nghe một cái video dài như thế này chứ không phải là tắt ngang. Tuy nhiên cũng là cái sự may mắn cho những ai có đủ duyên để nghe video này của tôi. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi. Xin chào.